do bất đồng nên đã sát hại bạn gái rồi thả trôi sông. Từ tháng 4 năm 2009, Phạm Duy Nhân 21 tuổi và Ngân đã thuê phòng ở với nhau như vợ chồng tại thành phố Bến Tre. Hàng ngày Nhân đi làm thuê, còn Ngân làm tiếp viên cho nhiều quán, nhà hàng trên địa bàn thành phố Bến Tre. Cuối tháng 5 năm 2009, cả hai đến thuê phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Tư, tại thời điểm này, Nhân không có việc làm còn Ngân là tiếp viên của quán đào tiên nằm trong khuôn viên đất đã cho thuê của ông chủ phòng trọ nhân thuê, đối diện phòng trọ nhân ở, ngày 2 tháng 6 năm 2009, nhân ở tại phòng trọ, còn Ngân đến tiếp khách tại quán đào tiên, chiều tối về phòng trọ ngủ. Sáng ngày 3 tháng 6 năm 2009 thức dậy, nhân không biết Ngân đã đi đâu, làm gì. Do ghen tuôn do bất động, nhân đã lộ người tình khiến cô bất tỉnh rồi dung vào các nạn nhân cho đến chết. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lạnh lùng tàn phá gương mặt của người từng đầu ấp tay gối với mình sau khi chở mẹ đi bán đôi bông tai giả ở thành phố Bến Tre, nhân hỏi mẹ nơi để quất và vá xúc đất để mang đi bứng cây kiển về trồng. Tuy nhiên, đến chiều tối nhân mới trở về nhà, không đem theo vật dụng gì. Chiều ngày 3 tháng 6 năm 2009, sau khi ăn cơm tại nhà xong, nhân đạp xe đến nhà bà ngoại ở ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, chơi và ở lại đây. Rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 2009 nhân hỏi mượn xe máy của cậu là Huỳnh Văn bé năm chạy về nhà gọi cha là Phạm Hoàng Phương 1960 dạy thú thật vừa giúp Ngân, rồi xin phép cha đào một cái hố gần nhà để chôn Ngân nhưng ông này không đồng ý, ông này báo tin cho vợ rồi lên nhà ngủ tiếp xem như chẳng có việc gì xảy ra. Tối đó hắn đã cùng mẹ định mang xác nạn nhân ra sông ném nhưng phát hiện có nhiều người nên lại thôi. Sau khi đưa bà chăm về nhà, Nhân mang xe trả lúc hơn 5 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2009 Tối nhân lại chở mẹ đến nhà ngoại hỏi mượn xe của cậu nói là đi lấy tiền bán dừa và chạy thẳng đến phòng trọ Dẫn bộ xe băng đường tắt vào trước cửa phòng trọ Nhân vào trước, bà chăm theo sau Bà chăm nhìn thấy tử thi nằm trên tấm nệm ngoài được cuốn kín bằng một cái mền, trên tường có vết máu khô, nhân bỏ xác nạn nhân cùng một số đồ dùng cá nhân vào bao ni lông trắng loại lớn rồi cùng mẹ khiêng ra khỏi phòng để trên ba ga giữa xe chở đi vứt xuống sông Bến Tre. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 2009, nhân dùng vôi màu xanh đọt chuối sơn lấp những vết máu dính trên tường và lau chùi toàn bộ phòng trọ số 6 nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Khoảng 14 giờ cùng ngày, nhân nhờ một người anh em cô cậu nhuộm lại mái tóc từ màu đỏ vàng sang màu đen với ý định bỏ trốn nhân còn mượn của một người bạn chứng minh nhân dân nhưng bị từ chối Chiều ngày 5 tháng 6 năm 2009, Nhân đang ung dung hát karaoke tại quán Vũ Hồng phường 3 thì bị trinh sát ập vào bắt gọn. Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2010, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tử hình Phạm Duy Nhân về tội giết người. Huỳnh Thị Châm 2 năm tù cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm cùng thời gian thử thách 4 năm. Phạm Hoàng Phương 1 năm tù treo về tội che giấu tội phạm cùng thời gian thử thách 2 năm. Tháng 6 năm 2011 hắn đã phải đền tội, hắn cũng là tử tù cuối cùng bị xử bắn tại Bến Tre. Sau ngày hắn bị thi hành án, người mẹ mang xác con trai về chôn chính vào cái hố định mệnh hắn đã đào 2 năm trước. Khu vườn âm u, nay lại càng âm u hắn đã trả giá cho chính tội ác của mình gây nên mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật video dựa trên nhiều nguồn thông tin đại chúng nên không có giá trị pháp lý và không có giá trị trong quá trình điều tra nếu có gì sai sót mong được sự cảm thông và nhận được sự góp ý của các anh chị cảm ơn mọi người đã lắng nghe